bài giảng Sự đồng ý của Thiên Chúa, điều hướng cuộc sống với sự cho phép của Chúa. Giới thiệu. Chào buổi sáng anh chị em thân mến trong Chúa Kitô. Hôm nay chúng ta tụ tập để đào sâu vào một khía cạnh sâu xa trong đức tin của chúng ta, sự cho phép của Chúa. Trong một thế giới nơi chúng ta thường tìm kiếm sự kiểm soát và hiểu biết, việc khám phá khái niệm điều hướng cuộc sống với sự cho phép của Chúa là điều cần thiết. Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình này, tìm kiếm sự khôn ngoan và hướng dẫn từ nền thần học Công giáo của chúng ta. Quyền tối thượng của Thiên Chúa và ý chí tự do của con người. Đức tin của chúng ta dạy chúng ta rằng Thiên Chúa là đấng tối cao, là đấng cai trị tối cao của vũ trụ. Tuy nhiên, trong sự khôn ngoan thiêng liêng của Ngài, Ngài đã ban cho chúng ta món quà ý chí tự do. Sự giao thoa giữa quyền tối thượng của Đức Chúa Trời và ý chí tự do của chúng ta tạo thành nền tảng cho sự cho phép của Đức Chúa Trời. Chúa không buộc chúng ta phải đi theo một con đường cụ thể, nhưng thay vào đó, Ngài ban cho chúng ta quyền tự chủ để đưa ra những lựa chọn. Ý muốn cho phép của Thiên Chúa trong Kinh Thánh. Xuyên suốt các trang Kinh Thánh, chúng ta gặp những trường hợp Chúa cho phép xảy ra những sự kiện hoặc hành động nhất định. Lấy câu chuyện của Gióp làm ví dụ. Đức Chúa Trời cho phép Gióp chịu đau khổ, không phải như một hình thức trừng phạt, mà là một cách để tiết lộ những sự thật sâu sắc về đức tin, sự kiên nhẫn và sự phục hồi. Một ví dụ mạnh mẽ khác là việc Chúa Giêsu bị đóng đinh. Chính trong ý muốn cho phép của Đức Chúa Trời mà con Ngài đã phát thập tự giá để cứu chuộc chúng ta. Nhận biết sự cho phép của Chúa. Sự biện phân là điều cần thiết để hiểu được sự cho phép của Chúa. Thông qua cầu nguyện, chiêm niệm và tìm kiếm sự hướng dẫn tâm linh, chúng ta có thể điều chỉnh bản thân theo ý muốn của Chúa. Tuy nhiên, chúng ta phải nhận ra rằng mong muốn của chúng ta không phải lúc nào cũng phù hợp với kế hoạch của Chúa. Việc nhận thức được sự cho phép của Chúa đòi hỏi sự khiêm nhường và sẵn sàng phó thác ý muốn của chúng ta cho ý muốn của Ngài. Chấp nhận ý muốn cho phép của Thiên Chúa. Chấp nhận ý muốn cho phép của Chúa không phải lúc nào cũng dễ dàng, đặc biệt là trong những lúc khó khăn. Tuy nhiên, chính trong những khoảnh khắc này, chúng ta tìm thấy niềm an ủi trước sự hiện diện của Chúa. Hãy nghĩ đến Joseph ở Ai Cập, bị tù oan. Đức Chúa Trời cho phép sự đau khổ này xảy ra. Điều này cuối cùng dẫn đến việc Joseph lên nắm quyền và cứu rỗi gia đình ông. Tương tự như vậy, những thử thách của chúng ta có thể dẫn đến sự tăng trưởng và biến đổi khi chúng ta tin tưởng vào kế hoạch của Chúa. 6. Bí ẩn về sự cho phép của Chúa. Khi đón nhận sự cho phép của Thiên Chúa, chúng ta cũng phải chấp nhận mầu nhiệm đi kèm với nó. Là những sinh vật hữu hạn, chúng ta không thể luôn hiểu được những đường lối vô hạn của Thiên Chúa. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta nhìn xuyên qua một tấm kính trong bóng tối. Chúng ta phải tin tưởng rằng ngay cả giữa những thử thách và bất ổn, kế hoạch của Thiên Chúa vẫn đang được thực hiện. Giống như một hạt giống được chôn dưới đất sẽ sinh ra sự sống mới,
những khó khăn của chúng ta có thể dẫn đến sự phát triển tâm linh vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta. 7. Đáp lại sự cho phép của Chúa. Vậy thì chúng ta nên đáp lại sự cho phép của Chúa như thế nào? Lòng biết ơn phải là nền tảng của chúng ta. Lòng biết ơn đối với những phước lành cũng như những thử thách, vì mọi trải nghiệm sẽ hun đúc chúng ta thành con người mà chúng ta muốn trở thành. Chấp nhận ý muốn cho phép của Chúa đòi hỏi sự vâng phục và khiêm nhường. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể hiểu được lý do của Ngài, nhưng chúng ta có thể tin tưởng rằng các kế hoạch của Ngài là vì lợi ích cuối cùng của chúng ta. 8. Điều hướng cuộc sống với sự cho phép của Chúa. Hiểu được sự cho phép của Chúa sẽ thay đổi cách chúng ta định hướng cuộc sống. Nó ảnh hưởng đến các quyết định của chúng ta, dù lớn hay nhỏ. Nó khuyến khích chúng ta tìm kiếm sự phù hợp với ý muốn của Chúa trong mọi việc. Đức tin của chúng ta không chỉ dành cho ngày Chúa Nhật, đó là một hành trình đầu hàng ngày. Bằng cách thừa nhận sự cho phép của Ngài trong cuộc sống của chúng ta truyền vào mỗi khoảnh khắc một mục đích, tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài trong các mối quan hệ, sự nghiệp và thậm chí cả những thử thách của chúng ta. 9. Phần kết luận. Anh chị em thân mến, khi chúng ta sắp kết thúc cuộc thám hiểm của mình, chúng ta hãy suy ngẫm về sự cho phép sâu xa của Thiên Chúa. Trong hành trình này, chúng tôi đã khám phá ra điệu nhảy phức tạp giữa quyền tối thượng của Chúa và ý chí tự do của chúng ta, sự hiện diện của ý chí cho phép của Ngài trong Kinh Thánh, tầm quan trọng của sự sáng suốt và vẻ đẹp của việc nắm lấy kế hoạch của Ngài, ngay cả khi nó bị che phủ trong bí ẩn. Khi chúng ta khởi hành ngày hôm nay, chúng ta hãy mang theo sự hiểu biết này bên mình. Chúng ta hãy là những người sống với trái tim rộng mở, luôn sẵn sàng tuân theo sự cho phép của Chúa. Giống như Đức Maria đã nói, xin vâng với kế hoạch của Thiên Chúa với niềm tin tưởng vững chắc, ước gì chúng ta cũng đáp lại bằng một tiếng xin vâng vang dội trước sự cho phép của Ngài trong cuộc đời chúng ta. Trong những lúc bấp bênh, chúng ta hãy nhớ rằng sự cho phép của Chúa không phải là dấu hiệu của sự bỏ rơi, mà là lời mời gọi đến gần Ngài hơn. Với lòng biết ơn và khiêm nhường, chúng ta hãy đáp lại sự cho phép của Ngài, tin tưởng rằng đường lối của Ngài cao cả hơn đường lối của chúng ta. Khi chúng ta định hướng cuộc sống với sự cho phép của Ngài là người hướng dẫn, cầu mong chúng ta trở thành những nhân chứng sống động cho tình yêu và ân điển của Ngài. Xin Chúa ban phước dồi dào cho bạn, hướng dẫn bạn qua mọi giai đoạn của cuộc sống với sự cho phép đầy yêu thương của Ngài. Amen.